hard, I see it in your eyes. Tính đến thời điểm hiện tại thì hai đứa mình cũng quen nhau được 2 năm rồi. Thì trong khoảng thời gian trước lúc mà hai đứa thi vào bệnh viện chung thì em cũng không có cảm tình với anh nhiều. Em cũng nhiều lúc cũng ghét anh nữa. Nhưng mà sau này thì lúc mà dịch Covid bùng nổ ra thì hai đứa được cử đi chống dịch ở trên địa bàn. Thì lúc đó em mới thấy được sự năng nổ, sự song sáo cũng như giúp đỡ của anh đó, sự giúp đỡ của anh đối với người khác trong công việc. Thì em mới nhận ra là cái người mà em từng ghét thì cũng không có đến nỗi là tệ quá. Sau đó thì xảy ra rất là nhiều việc không mong muốn trong cuộc sống của em. Nhưng mà cũng may là lúc đó anh đã đến, đã thấu hiểu và chia sẻ với em để hai đứa đi đến được ngày hôm nay. I choose you as you are a million times, 'cause I am not ashamed of you. I won't walk away from you. Thì hôm nay là em chính thức gọi anh là chồng rồi đó nha. Sau này thì em mong là khi mà hai đứa về chung một nhà, anh sẽ thương yêu em cũng như là giúp đỡ em nhiều hơn trong cuộc sống, bớt tính trẻ con lại xíu nha. Side to
just look at us now. I wanna hear you say I do. Thì hôm nay thì hai vợ chồng của con cũng xin cảm ơn ba mẹ hai bên đã thương yêu và tạo điều kiện giúp đỡ cho tụi con có được một cái lễ hành hôn như ngày hôm nay.